Ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào tất cả bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô mò nha các bạn. Như vậy việc mình là kết thúc nha các bạn.
đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình đến đây kết thúc nha các bạn.